Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh TFTGB của mình. Như các bạn đang nhìn thấy màn hình ấy, mình đang báo có một con Ani siêu sao Emo Kari các bạn nhé. Và đang đi cùng với lại con có một con Anumu Tank này, con Gala, con Lina các bạn nhé. Trước hết mình sẽ nắp cho nó cái đi cùng phần cứng đi, cho nó test máu các bạn. Và vừa vòng đi chợ vừa rồi ấy, mình bán máu thế là cũng đi nhặt được cái thìa các bạn. Và hôm nay chắc là với cái bán máu đi thìa này và có con việc có con siêu sao Ani Emo ấy thì mình sẽ chơi mình nắp cái Emo các bạn nhé, chơi Emo 6 Emo và đi cùng với thuật sư các bạn, khá là ok. Và cổng này của mình đang là cổng chúc phước sinh sáng ấy, khi nào mình xuống dưới 40 máu ấy, thì nó sẽ cho mình một món quà và chúc phước sáng nhé các bạn nhé. Khá là ngon, không biết nó sẽ cho mình đồ ánh sáng hay là gì các bạn. Để cùng đợi lúc mình xuống 40 máu xem nào các bạn. À, trước mắt mình sẽ test máu bằng con Ani một tiền siêu sao Emo này và mình sẽ cố gắng lên cấp các bạn nhé. Với form bài này mình sẽ cố gắng lên cấp sớm để kiếm con Ahi các bạn, kiếm con Ahi từ 4 tiền và đắp vào thành chơi thuật sư các bạn, chơi thuật sư Emo các bạn nhé. Và mình cố gắng kích độ luôn 6 Emo các bạn, có được 6 Emo các bạn, nhìn con Ahi nó như kiểu là máy dập tình yêu các bạn. Bắn tim liên tục, bến bờ trái tim luôn. Ok, và để làm được điều đó mình phải đét máu và lên cấp dần các bạn. Thì với việc kích, nếu mà kích hoạt được 6 emo sẽ giảm được 40% mana các bạn, khá là nhiều. Nhưng con Ahi nó có 30 mana, giảm 40% là nó xuống còn có 15 hay 18 mana này các bạn. 30 mana nó giảm xuống 15, 18 mana các bạn, chắc tổng khoảng 17, 18 mana gì đấy. Cứ một lần đánh thường cái là nó lại hôn gió luôn các bạn, mạnh kinh khủng khiếp, xài kêu dập tim không ngừng nghỉ các bạn, bắn tim không ngừng nghỉ luôn. Ok, một trận thắng thôi. Rồi, có 2 trận thắng các bạn. Ok, giờ cứ đét máu các bạn. Phong bài của này mình, phong bài này của mình cũng không quá mạnh nhé, đồ mình cũng không quá đẹp nên mình cũng chưa nắp gì cả. Ok, rồi đợi lên cấp được các bạn. Và xem bãi dao quay đá cho mình cái gì đấy. Mình vẫn đang để đi cùng phần cứng các bạn nhé. Tí nó kiếm thêm một con Eco này sẽ hay hơn các bạn. Eco mình sẽ cho vào thay con Nina để kích hoạt này, hoặc là con Gala để kích hoạt hiệu ứng và có thêm cả KDA nữa các bạn. Trận này đẹp nhất là kích hoạt được 6 Emo và 7 thuật sư các bạn. Và thuật sư thì mình phải lên level 9 và có thêm gần thuật sư nữa các bạn, khá là ngon. Có gậy này, khá nhiều gậy, có cung gỗ này, mình vẫn chưa nắp cái gì hết rồi này, vẫn đang đợi này. Này nó cho mình cái hộp quả banana thì ngon, nó sẽ giúp mình xào đồ các bạn, đồ đang khá là xấu. Đi đây, siêu sao 8 bit này, có cả Gargant này, 8 bit cũng khá là ngon nhé, khi mình đang có thì có cung có thể nắp ấn 8 bit được, nhưng mà giờ ra kỳ nó hơi muộn các bạn, mình đang vào form emo mất rồi thì mình sẽ không mua các bạn nhé. 8 bit khá ok đấy, chơi 8 bit nổ hũ ngon cực, ra siêu sao 8 bit bắt cũng được. Giờ mua dao 3-1 và 3-1 mà thôi. Emo thôi, như đầu game mình đã nói mình sẽ chơi 6 emo, mình sẽ chơi emo các bạn nhé, không chơi 8 bit đâu. Ông mình sợ bây giờ mình chuyển sang 8 bit là cút luôn, game toàn dụ luôn, dụ dụ mình chơi 8 bit nó hết tiêu xong nên là cuối cùng là cút luôn được top 8 các bạn, đưa mình thẳng về bến xe top 8 luôn, không nói nhiều. Rồi, nhưng mà trước mắt thì trận này mình đã thua đấy, mình đã thua các bạn, trước mắt trận này mình thua. Okay, xem là 3-2 xong mình đổi đi. À, nói gì đây, ôi nâng cấp bạc là ngon này, chơi hết tiêu khá ngon khi có khổng lồ hóa các bạn. Tổng vệ sĩ, ôi không có banana, con vẫn tự gian mà. Mình sẽ lấy luôn quả banana các bạn nhé. Ani này, con đôi Ani mua các bạn nhé, cái này lên 2 này. Ok, nắp vào Nemo rồi. Giờ mình phải giữ cái Nemo này, không là tí nó đảo đồ chết mình các bạn. Ok, nắp vào nó gắt đây. Ôi chết mẹ, người nó gắt thật sự là tí nữa mình phải cho vào kích hạ thuật sư cũng được.
Thì mình lấy con ngôn Corki nhá, con Corki này, cho vứt con Corki giữ tạm ở Nemo đây. Ok, rồi chắc chắn sao vào được đâu. Thì kiếm con Ahi nữa đẹp các bạn, Ahi chuyển đổi con Ahi đẹp. Thì con Ahi từng buôn tiền nó bắn tim liên tục các bạn. Bạn chơi hất tiêu à? Chắc là mình không thua đâu nhỉ? Mong là không thua. Tiếp theo nắp đồ rồi, khá là khỏe các bạn. Nhiên liệu có thắng xong đây. Ăn đi. Test một chút máu các bạn. Rồi, ok, từ sau 50 tiền test chút máu cũng được. Không sao. Tí mình sẽ trả thù nó xong. Chỉ cần được lên 6 emo và có Nahi thật sự ở đây nữa thì nó hôn thì không thể sợ. Hôn tim, tem bản thì có bị mê hoặc không ạ? Nahi, Andy này, Andy tự lên đây này. Khá ngon. Có con giáo Soji này. Thì sẽ lắp trước cho con con Corki nữa. Cầm sẵn đồ cho con Ahi luôn. Tí nữa mình sẽ thay đồ cho Ahi nữa. Ok. Cùng này. Cùng này không tạm thời. Kệ đã. Tí nữa xài ra mấy đồ như kiểu mana ấy. Mình lắp con Ahi các bạn. Để đét máu. Đét máu lên cấp dần. Giờ mình cứ lên cấp rồi các bạn. Đã lên cấp kiếm con Ahi được. À, ông này chơi bài cây đây này. Cùng bài Seraphine nữa Ahi như mình này. Hơi căng nhá. Có một bài bạn là chắc chắn là sẽ chơi Ahi rồi các bạn. Là chơi cùng bà đấy. Mặc dù con Ahi mình sẽ không chơi Ahi chưa sao đâu nhưng mà như thế là cùng bà rồi. Thì còn tương 4 tiền rồi được. Vậy thế nhỉ. Đã thua 3 trận rồi. Đã có thêm chút lợi tức. Ok, cũng được. Còn 58 máu. Có Ahi này, mình chắc ra trước mình sẽ lấy trước nhá. Mình ra trước thì mình được lấy trước. Ông kia ra trước, ông kia lấy luôn được rồi. Rồi. Giờ thì chắc cho Ahi vào được rồi. Cho Ahi khả năng cao là mình sẽ bỏ phan cứng các bạn nhé. Mình sẽ bỏ qua phan cứng một chút các bạn. Rồi sau mình sẽ thay phan cứng các bạn nhé. Ok. Ok. Rồi. May mà mình máu thấp thứ hai được lấy con Ahi trước, nếu không thì ông kia sẽ lấy con Ahi các bạn. Cho nó gát này. Đó Soji luôn này. Nó lắp luôn cho nó Ani các bạn nhé. Ok. Con Ahi và bán con Corki đi. Và mình sẽ chuyển hết đồ sang cho con Ahi các bạn nhé. Đồ chuẩn luôn rồi. Ok. Giờ bỏ nào đi đây. Bỏ này mình sẽ mất cái đồ con phản cứng này. Thôi chấp nhận đi, tạm thời đi ra. Tí nữa nếu mà có con Neko mình sẽ thay cho con Nini ra các bạn nhé. Ok. Để thắng không? Liệu thắng con này Ivy với 1 sao. Ok, xả mana rồi đó, xả kill liên tục. Với lại cái lõi nâng cấp đầu tiên mình lấy là lõi tăng trưởng nhanh nhé. Mỗi lần giết được trang địch nó sẽ được cộng 80 máu trong trận đấu ấy. Và nếu giết được hai kẻ địch là sẽ được cộng 10 máu vĩnh viễn nhé. Sau suốt cả trận đấu này luôn các bạn nhé. Khá là ngon các bạn, khi với cái phong bài emo này thì con Ahi nó sẽ được sạc kill liên tục và khả năng lấy mạng liên tục các bạn nhé, thì mình sẽ tích máu rất là cao luôn. Ani tự ra rồi các bạn, còn một con Ani nữa, Ani tự ra nhưng mình sẽ không lấy tiền để zone Ani 3 các bạn nhé, mình sẽ để nó tự lên. Chắc mình sẽ tập trung liên tục và xuống nhẹ cái này, một vài lagart này. Và nó gác Seraphine này. Bỏ nào đây. Để nó gác Seraphine. Nó vừa ra và thì nó có hệ fan cứng. Nó thêm được một đồ lớn. Nunu này. Mình sẽ bắt Nunu các bạn nhé. Ông này cũng chơi được. Ông này cũng chơi Seraphine này. Đang đi Nunu này. Trùng bài rồi. Ông này trùng bài mình hết rồi. Ông này kiếm được cái ấn Hippopon nhỉ? Ấn Hippopon là không ghép được à? Thân này, bạn này còn dưới 40% máu đúng không? Thì chắc là nhận được cái chúc phúc ánh sáng rồi. Vậy chúc phúc ánh sáng là sẽ quà là ấn các bạn nhé. Ô, ăn đi với 3 này này. Ngon. Rất là ngon. Ok. Vậy là mình có hộp quà 3 Luna này. Mình sẽ, nếu nào nó là cái ấn ấy,
mình sẽ cố gắng nó xoay ra cái ấn thuật sư, hoặc là ấn thuật sư thì chắc là chỉ có ấn thuật sư thôi, mình sẽ cố gắng xoay ra ấn thuật sư ấy. Kích hoạt cái phong bài là 6 eco 7 thuật sư các bạn, nó thơm nó ngon chưa. Sau mình đổ dưới đây không có đâu, mình sẽ bán bớt số tướng đi các bạn nhé, còn con nào không cần mình sẽ bán bớt đi. Con Lulu nữa này. Rồi, giờ gắt kích hoạt thuật sư này, Lulu vào cũng kích hoạt được thuật sư nữa nhá, Lulu vào là 4 thuật sư, Seraphine vào là 5 thuật sư, khá là ngon. Ok, mình sẽ thay vào kích hoạt cơ địa của thuật sư nữa các bạn nhé. Rồi, mình sẽ để thằng cao góc này. Rồi, mình sẽ cố gắng lên cấp dần các bạn, để kiếm con Ahi nữa. Làm bài trong cuộc ông này, cái Ahi đâu, bắt Ahi của mình làm gì ta? Đủ. Chơi game với nhau và giữ vài cái thứ với nhau nữa. Tiền nổ hũ luôn. Agile đồ khá đẹp nhá, nổ hũ luôn. Phát đá nổ hũ. Rồi, vệ binh thật sự kìa. Mình đang con gà 2, con gà nó gáp rồi. Mình sẽ mua đại gà nó gáp đây các bạn. Đang 50 tiền, mình không muốn phá 50 tiền ra để mua con này. Eco các bạn nhá. Còn có 2 gà nó gáp với lại mình đang mốc 50 tiền ấy. Mình không muốn phá 50 tiền. Ok. Cái này thì không còn nghĩ rồi. Mình zone 2 đầu và lấy cái nhà máy tái chế các bạn nhá. Nhà máy tái chế khá ngon các bạn. Con Lulu này. Luôn. Cho Lulu hay hơn các bạn ạ. Cho Lulu hay hơn. Ok. Lulu vào nó kích hoạt được 5 thuật sư. Khá ok các bạn. Sau đó mình kiếm được con Eco nữa. Để kích hoạt hộ pháp với lại cây đê luôn khá là ngon. Thay cho Oni nha các bạn. Bạn bớt mấy cái này các bạn nhé. Giờ mình sẽ lên cấp dần nhét thêm các tướng Emo với thuật sư vào các bạn. Nói là nhét thêm các tướng thuật sư chắc mình chỉ nhét thêm Emo chủ yếu để cố gắng kích hoạt 6 Emo sớm nhất các bạn nhé. Có thú tượng kìa, khá là ngon. Thú tượng à. Thú tượng lắp cho con Lulu khá ngon các bạn nhé. Rồi. Mình cố gắng để nó xoay bài các bạn. Để thắng con, để thắng con. Nắp lên để mình nắp nhanh so cho con Ani các bạn. Nhanh so khá hợp với con Ani luôn. Ủa, thua. Không thắng được các bạn, thua luôn. Rồi còn 30 máu rồi. Chắc là bắt đầu nhận quà các bạn, 30 máu rồi. Nhận quà, nhận quà, nhận quà, 34.2, 30 máu rồi. Hay là căng, căng các bạn nhé. 30 máu, ông số 1 ông vẫn còn 100 máu kìa. Vãi thật. Gì à, quên sáng đồ gì à, sách chọn ấn nè, mình sẽ để qua 1-2 dao mình sẽ chọn các bạn nhá, 1-2 dao đấy mình sẽ chọn ấn các bạn, thì có khả năng nó sẽ ra được ấn là thuật sư hoặc cây đia hoặc là ấn emo luôn các bạn nhá, nó sẽ ra một trong những các tướng trong tổ hệ các bạn, rồi thì phải emo đi. 4 emo mà 4, 5 emo mà. Còn thiếu con Bobby nữa các bạn. Bobby là ngon. Thiếu Bobby thôi. Mình sẽ có được 6 emo. Nhưng con Ahi sẽ trả kill liên tục. Nhưng mà trước đó là mình phải kiếm con Ahi 2. Ahi 2 sẽ ngon hơn các bạn. Này, tăng trưởng mạnh khá là ngon. Thì mình cộng khá nhiều máu các bạn. Cứ giết được tướng địch là cộng thêm 80 máu và hai tướng địch là sẽ được cộng thêm 10 máu vĩnh viễn các bạn. Ngon. Khá là ngon, cho tướng khá là mỏng máu như kiểu là sư như này các bạn. Gì ta? Có Eco kìa. À, có Leco kìa. Mình sẽ lấy con Leco các bạn nhé. Mình sẽ lấy con Leco đây. Nếu mấy cô phải kích hộ pháp và thay Johnny ra các bạn nhé. Nó sẽ ngon hơn. Mong nó ra cho mình cái ấn thuật sư luôn các bạn. Nhưng mình thấy cái ông nào cũng có một cái ấn là không tách được ấy. Thì chắc là ấn không chế tạo được hết rồi. Mong ra thẳng cho mình ấn thuật sư thì ngon. Cứ xả. Có cuồng đao. Có hai cái giáp vải này, thay vào đó kêu hoạt hộ pháp này, bán Nina kia đi,
Còn gì đây? Đấu sĩ liêm xạ hộ pháp phan cứng. Không ngon lắm nhá, mình chọn bừa một cái đi. Mình chọn bừa cái xong nó xả cho mình. Và mình sẽ cố gắng đợi nó xả ra ấn thuật sư các bạn. Chọn nào đây, ấn nào cũng được. Được, chọn bừa này, ấn liên xạ cũng được. Giảm 40% mana các bạn. Giảm 40% ra là được cái đống mana rồi. Nắp cùng đao cho con Ali nhé, cho nó xài cư cho nhanh. Hôn. Ali bây giờ cũng đắm máu lắm chứ bạn. Đấy, lúc nào nó giết địch là có máu. Ý, lại giết được thêm tí máu không? Tăng lên máu khá là ngon. Đào phổ này, nguồn nu này, vách này, ok. Nhặt ra, khi nó không ra cho mình cái ấn thuật sư. Ra được cái ấn thuật sư thì ngon. Mình sẽ lắp con bố pin thành cái thuật sư và thay cho con Galagat được. Vách 2, Galagat 2, ok. Nunu 2 này. Echo luôn này. Nunu 2 cũng đẹp các bạn ạ. Giờ mình lắp luôn cái thú tượng cho con Anumu nhé. Vừa để xả đồ ra mà không ra đồ nào đẹp lắm các bạn. Giờ có thêm con Nunu búp mana ấy thì 6 mô thì chắc là xài skin liên tục rồi. Tôi ôi này đắm đồ chưa? Đắm đồ chưa? Rồi. Này SL càng cung với chúng tôi. Mong nó ra mình ấn thật sự thì ngon các bạn. Giờ ấn thật sự thì kích hoạt xong mình sẽ cố gắng lên 9 lên 10 ấy. Kích hoạt bài thuật sư thì ok cực. Echo ốp vãi ấn Dico khá là phèo. Anu 2 ngon. Đi là đồ gì đây? Cái giáp à? Giáp thì giờ tạm thời đã. Hoặc tí mình sẽ cố gắng xoay cái nỏ xét, lắp cái nỏ xét cho con Anunu cũng được. Giảm khảo khép của tâm địch rồi. Giờ có nâng cấp rồi. Giờ trong mình sẽ đợi nâng cấp để kiếm ấn thuật sư đúng không? Còn khá nhiều người, chứ còn viên 8 người làm sao 4 bạn các bạn. Như là một tấm, một cái búa rèn đổ. Ấn đồ sĩ à? Đủ, đen thế. Ấn đồ sĩ bà con ạ. Ok, mình lắp luôn cái trong bảo thạch cho Nani các bạn nhé. Dù sao nó từ 1 tiền 3 sao đấy, mana ít xài sập tiêu lại nhanh nhé, không lắp miễn phí quá. Ok, Sona này, luôn các bạn nhé. Nên được thêm là mình sẽ cho Sona vào nhé. Giờ mình không thể thay nó vào, thay cho Seraphine được. Seraphine của mình còn đang thích hệ cây đây, cả thật sự luôn. Nên là mình sẽ không bỏ ra các bạn nhé. Giờ nó giáp thì nó đang tanh 2 sao tính 2 tiền là 2 sao tanh thật sự khá là khỏe thì mình sẽ không thay gọi nhé. Ô, mình cắt lên siêu sao à? Khỏe chứ. Tầm này mấy con emo thật sự mình nó giết người nó giết máu kinh lắm các bạn. Nó được cộng thêm máu một đống luôn. Ăn thì nó vẫn gây một đống đam luôn các bạn. 6-7 cái đam đủ. Rất là tin rồi. Rồi chỉ mong nó xài cho mình ra cái ấn thuật sư này ngon. Cái okay, vết này. Có ấn ấn là ấn của phan cứng à. Vãi nái. Mình cần ấn của ấy mà. Cái này trong mình sẽ lấy kiếm nhá. Nắp cái ngọn giáo sojin cho con Nunu các bạn. Mình sẽ nắp ngọn giáo sojin cho Nunu sẽ hảo hơn. Tại vì giờ mình đang có mình đang cộng nó sẽ ngon hơn các bạn. Cái thật sự này, mình đưa nó. Mình đưa nó. Ai thì không có đâu. Ông ấy chơi rất nhiều bạn trùng bài nhau các bạn nhé. Những chơi ai thì kiểu các kiểu con đại địa. Ok, lại một trận thắng. Ai thì mình chưa lên được 2 sao, gây đam khá là ít các bạn ạ. Nhưng được cái 6 emo nó hồi mana nhanh nhé. Là mình xài skill liên tục nên là thắng cũng khá dễ dàng. Rồi,
giờ cố gắng kiếm ahi lên 2 sao này đã ngon các bạn. Có các nid này, một tạm đi đét giữ dao ahi nữa. À, gắt luôn này, mình cứ tạm thời đấy các bạn, tạm thời đấy. Từ từ đấy, giờ ahi cũng không lên 2 được, không phải vội, cứ phải từ từ, cứ phải từ từ. Ấn kia nó không ra mình ấn thuật sư này, cay nhỉ. Ra ấn thuật sư thì ngon không? Nó ra toàn cứ đít cô những fan cứng này, hi với cô những đấu sĩ này để chế tối. Cảm ơn các bạn nhé. Okay. Có bạn đang chơi cắt đi đấy, thì mình sẽ mua cắt đi mình giữ các bạn, mình giữ cắt đi giữ cái tướng các bạn. Ông này chắc không thắng rồi, nâng tập cuộc chơi được không thắng mình rồi. Cuộc chơi khó thắng mình lắm. Tướng thần tướng nắp một đồ này, với lại mình đang tướng đang chơi 6 emo, nó hồi mana nhanh, nó xài skill liên tục nên mình thắng chắc. Đây cái này cộng 10 máu vĩnh viễn này, vĩnh viễn 10 máu khá ngon khi hỗ trợ hai mạng hạ gục. Còn chưa ahi mình giờ còn chưa lên được 2 sao cơ, khổ thế lắm. Rồi đã đến vòng trọng xong mình chấn đấy thì ngon. À, không có ấn rồi, không có ấn à. Không có ấn thì mình xin lấy con Neko các bạn nhé. Vừa cho Neko lên 2, vừa có thêm một cái trang bị phòng thổ là cái dây chuyền thổ nhá. Đắp cho con Anu khá hợp lý mà các bạn. Ok. Ôi thôi, chết mẹ. Lấy nhầm con đằng sau. À, con cắt thớt đằng sau nhưng cầm cái dây chuyền thổ. Má nhìn nhầm, lấy nhầm. Ôi không sao, lấy từ 4 tiền về bán đi cũng được, kiếm thêm chút tiền. Mà con Neko nó mới có một xa, nó hơi lỏ quá, lỏ quá trời. Nó chờ đôi bà con ạ. Nhỏ cá thớt này. Chắc chắn phải lắp dây chuyền thủ tội cho con Alu rồi. Đó, ok. Ôi dồi, đừng dỗ em chơi ai siêu sao thật sư tầm này nhá, đừng dỗ em chơi siêu sao thật sư tầm này. Rồi đây ai lên 2 các bạn nhé. Bán con Kani lên ai 2, ok, ngon. Đấy mà mua con ai siêu sao thật sư chắc là con bài bắt đầu là phế phế dần này. Phế thì không phế hẳn đâu nhưng mà mình sẽ cảm giác nó sẽ nói rất khá nhiều. Khi đang 6 emo nó giảm mana khá cực kỳ nhiều các bạn. Lì nó quăng liên tục, quăng như kiểu một con quăng hơn cả quăng gấu điên. Ai hôn ok, trận thắng rồi, 7 trận thắng liên tiếp rồi. Ok ngon, giờ mình sẽ cố gắng lên cấp các bạn. Chắc mình sẽ cố gắng lên cấp, tích tiền lên cấp ấy. Ra cho mình cái ấn thuật sư cái mình sẽ cho con để cho con Sona vào, xong rồi nắp cái ấn thuật sư cho một con Vex hoặc là con Yuki chẳng hạn đấy. Ôi, lại ấn phân cứng, không còn cái ấn gì khác để nó xào ra, mình cứ xào cái ấn phân cứng này. Ông này thì ấn xạ, trên nền xạ. Ông này vẫn đang chơi nổ hũ này. Còn top 1 cũng còn 49 máu thôi, và 6 máu, mình vẫn đang ở top 4 á, khá căng thẳng. Vòng 5.6 rồi. Ông này Ben Taki này, Diego đồ đẹp kìa. Ông kia đang Ahi này, nhưng mình đang cầm mất 3 con à. Ông chắc không nên là đồ khá đẹp này. Để có thắng được mình không? Để thắng được mình có thắng được mình không? Ông có thắng được mình không? Chắc là không đâu. Nani thì nó xài được kia liên tục rồi. Ui, chết rồi. Thua. Nó nhiều quá nhé. Con Alumu với con Eco vệ binh của bạn khá là khỏe nhé. Vừa nãy mình hôn thiếu đúng một nhịp thôi, chỉ cần nhanh hơn một nhịp có khi là mình sẽ thắng rồi. Con Suna thì mình không thể cho vào thay con xây đâu, khi được cho vào thay mình sẽ mất đi cái độc hệ cây đi các bạn ạ. Rất là thóm, rất là lỏ. Ui, lại phan cứng. Nó có thể ra mình cái ấn thuật sư chắc mẹ cứ phản cứng luôn. Này ông này ấn cây đi ngon không? Ông vừa rồi có cái ấn cây đi ngon vãi.
Đây, còn có 5 người thôi, 5 người này hết trận. Cái này chắc mình sẽ lấy cái nỏ sét các bạn nhé. Mình sẽ lấy cái nỏ sét đi. Lắp con Anu cho nó giảm kháng phép của tem bạn. Nó thêm vách như đấy đi. Xả được skill vào hay đấy. Ok. Rồi. Thắng không đây, thắng không đây, thắng không đây. Thắng không đây. Sgel chi đam khá là kỳ lạ, nhưng mà gây đam chọn được kinh lắm các bạn. Nhưng mà đồ mang có một đồ đam nào thì Sgel chi đam đi không? Không đi mà bạn vẫn sống, vẫn có thể gây đam tiếp. Ok à. Thuật sư này, bảy thuật sư thì khá là ngon, thì được cộng thêm sức mạnh các bạn. Vãi thanh thật sẽ nó không có thuật sư cay thế nhỉ. Okay. Hôm nay chơi Zone à, hôm nay chơi Virgo. Virgo đồ khá đẹp, đồ khá đẹp, phi huyết kiếm, bàn tay công lý và quyền năng khổng lồ các bạn. Hôm nay AI thì mình giữ mất rồi nên chắc không đi được AI 3 đâu. Chắc có mình à. Zone 3 không chờ. Kinh. Hôm nay Ugot sức quả à. Ô ăn hi với bôn à, cần lên thuật sư mà mình gần là mỗi cái ấn thuật sư rồi, xong mình lên 10 mình con sô nào và nữa là kế hoạch được 7 thuật sư đẹp cực luôn các bạn. Ok, còn có 4 ông nữa thôi, sắp sửa kết thúc trận đấu rồi, còn 4 ông thôi, không biết liệu nó ra kịp cái ấn thuật sư cho mình không. Ra được ấn thuật sư thì ngon. Gặp lại ông này, giờ này có thua được không? Chẳng có kéo chắc là hôn phát một hôn một mạng này. Echo này hôn Anomu cũng khá khỏe chứ, tầm này chắc mình cũng hôn nó rồi. Ok, đi luôn rồi. Thực ra như bây giờ mình cũng có thể lấy được Ahi này, ấn hớt tiêu à, khá là ngon đấy. Rồi mình sẽ không lấy nhá, mình sẽ lấy con Echo Neko về, nên Neko 2 cũng như lấy cái bộ đỏ cho con Nunu ấy, tăng thêm tốc độ đánh các bạn. Ok, Zona cũng khá ngon đấy, nhưng mà mình sẽ lấy tốc độ đánh cho con Nunu cho nó xài kill nhanh hơn và boost mana tốt hơn các bạn. Anomu à, vãi lại ấn Dico. Đủ. Nó hết cái ấn thì ra, nó ra ấn Dico với Hippon xong rồi lại phan cứng. Đủ, nó hết thứ rồi chứ. Okay. Bobby 2 này thì còn có 3 người thôi. Đánh hết tiêu ở đấy thì mình không lấy nhá, lấy về mình sợ mình không xào đồ kịp luôn đấy nên mình chẳng lấy đâu. Vậy đi kìa. Nào, ông này có thắng được không? Zone 3 này khá là kinh khủng các bạn nhá, đồ không phải quá đẹp khi là đồ bốc mất họ ấy. Thực ra nó sẽ bị thiếu mất một đồ. Bộ pi kìa, bộ pi mình 4 tiền 2 sao. Ăn hôn. Ok. Thẳng. Đi luôn. Thế người bạn. Vậy là mình đã top 1 rồi. Trận đấu kết thúc rồi mà. Các bạn thấy hay, tranh 1 Nai vô số này của mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.